Hello anh em à, Quay trở lại với series hướng dẫn chơi Valorant cơ bản nhẹ nhàng Thì hôm nay thì mình sẽ đổi sang một cái tướng khác Một uh, chất tướng mà có lẽ là trước giờ mình chưa bao giờ mình làm hướng dẫn Đó là Viper Bởi Vì thời gian gần đây thì mình uh, có chơi thử con Viper ở một vài map Và thấy rằng nó rất là mạnh Trong một số map ví dụ như kiểu là Ibok hoặc là Breezy Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái hướng dẫn uh, Viper ở map thi đấu Ibok Thì tôi sẽ hướng dẫn cơ bản cách uh, dựng tường độc để cho anh em có thể vào bom cách dễ dàng nhất thì có lẽ là cái clip này mình sẽ làm cả hướng dẫn bên phía của tấn công và bên phía phòng thủ thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cả hai cách dựng tường viper cơ bản để có thể tấn công bom sai map thiếu ai cực kỳ dễ dàng và bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang màn hình game luôn. Ok như các bạn thấy rằng con viper là một con ở map thiếu này cực kỳ mạnh và cái từng độc của nó là một thứ có thể che được hoàn toàn tại sao ở map ibook và map bg con viper rất là mạnh bởi vì đơn giản đây là hai map rốt rất là rộng mà nếu mà các bạn dùng những con controller khác các bạn hoàn toàn rất là khó để có thể ném đủ smoke mà có thể uh, clear hoàn toàn rất là các vị trí nên đâm ra là con viper là một trong số những best choice trong hai cái map thiếu này thì đầu tiên tôi sẽ nói đến phương pháp dựng cái tường ở bom xe b đây là một cái tường độc để các bạn có thể tấn công cách dễ dàng nhất ở khu bom xe b các bạn sẽ nhìn những cái tường độc không đây, các bạn sẽ được kích kim này các bạn nhìn cái tương độc ở trên mép của tôi trên bản đồ Đấy, tôi sẽ bật cái map lên đây nó sẽ chạm vào cái góc này nó sẽ cắt xuyên qua cái thùng bom này Đấy, các bạn nhìn đâu Đấy, nó sẽ chạm vào cái góc này Đấy, nó sẽ như thế này Đấy, đây là hai cái điểm thẳng hàng như thế này Đấy, các bạn nhìn này tôi sẽ bắn cái tương độc này ra Đấy. sau đó tôi sẽ cho các bạn xem là cái tương độc này nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ không dựng cái tường độc này luôn bởi vì nếu các bạn dựng luôn thì các bạn sẽ che mắt mình hãy để cho các bạn bắn cái tường độc ấy thôi còn các bạn vẫn phải đi theo đồng đội và đồng đội sẽ tanh lên sẽ phụ trách trách uh, check khu vực gần à, những cái vị trí gần này đồng đội check và khi đồng đội chạy đến đoạn này thì các bạn bắt đầu bật cái tường độc này lên đấy, này tôi sẽ bắt đầu bật tường độc lên cho anh em xem nó sẽ như nào đấy thì khi đồng đội đi này thì đi ở dưới này các bạn nhìn cái tường độc nó sẽ như này đấy và lúc đấy chúng ta chỉ còn check mỗi chỗ này thôi rất là dễ dàng luôn và các bạn thấy rằng cái tường độc này thậm chí nó che luôn ở trên một phần tầng 2 này che ở chỗ này rất là dễ và đến lúc này có một xây vào đây dựng một cái tường ngang từ góc này sang góc này là các bạn hoàn toàn thể đặt bom cái ra thoải mái khi mỗi tường độc còn cái quả smoke này thì các bạn sẽ thường thì tôi thấy rằng là các pro player thì họ sẽ sử dụng cái phương án là ném quả smoke vào trong bom đấy để sao để một là khi mà đồng đội đang muốn đặt bom các bạn hoàn toàn kích hoạt quả smoke này lên đấy. để cho đồng đội đặt bom an toàn hơn bởi vì khi mà có quả smoke này thì đối phương rất khó spam hơn Và đặc biệt là đối phương sẽ ngại walk vào hơn Và cái hai nữa là cái quả smoke này sẽ phụ trách trong những tình huống retake bomb Kiểu như đối phương retake bomb các bạn thấy không Thì khi mà đối phương vào gần retake bomb rồi Các bạn bật cái quả smoke này lên Đây từ từ Đấy bật smoke lên thì máu sẽ tụt cái thằng gỡ bom Và đến lúc các bạn spam cái tỷ lệ chết nó sẽ cao rất là nhiều Hoặc các bạn đến lúc đấy các bạn bắn một cái C vào nữa là coi như là nó vừa bị tụt bởi quả độc và nó ăn cái C này nữa nó sẽ chết rất là nhanh nên đấy là cái cách dựng từ độc của bom xe B và tôi nghĩ rằng là với cách này thì chỉ cần đồng đội chịu khó tanh thôi thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng các bạn chiếm B cực kỳ dễ luôn tại vì các bạn nhìn đây chúng ta dạt ra đây thì đúng chỉ còn mỗi góc này để nhìn thôi đây là góc duy nhất còn đâu là tất cả mọi thứ nó đều kín cho các bạn rồi che cả trên cả dưới và không lo bị hở bất kỳ chỗ nào đấy và là trong khi đó đấy, cái tường này có thể dựng tắt được nghĩa là đến lúc mà đối phương về retake bom mình đặt bom xong rồi mình lùi về đây đến lúc đối phương đi bom đang đi tích dở đấy, các bạn lại bật lên một lần nữa đấy, các bạn lại che tầm nhìn của đối phương đấy, và thế nào các bạn lại bắn nhau tiếp một cách dễ dàng và đối phương thì không có tầm nhìn tốt đấy là một cách rất là lợi thế tiếp tục đến lượt bom xe a thì bom xe a thì uh, bom xe a thì uh, tôi sẽ dạy cho các bạn một cái từ đầu khác cũng khá đơn giản và cũng hiệu quả đây các bạn sẽ xuất phát ở chỗ này đúng không chúng ta sẽ di chuyển như thế này đấy các bạn di chuyển các bạn lên đây trèo lên góc này và các bạn sẽ bật cái tường độc để tôi thua cái tường độc đã đây rồi à. Đấy, cái tường độc nó sẽ cắt ngang qua cái chỗ này các bạn nhìn nhau đây có một cái điểm này ừ. thì nó sẽ cắt xuyên qua cái thùng này như này như này và các bạn nhìn thấy có một cái điểm trên map đó chính là một cái góc vuông này đây các bạn cắt này là các bạn che được cả hai heaven luôn chúng ta sẽ nhìn từ cái tường độc này nó như nào Đấy, từ độc này khi mà đồng đội đồng đội tanh lên đầu đội cứ tanh thôi các bạn hiểu không rớt a à, thì đồng đội cứ tanh thôi còn mà các bạn cứ nhảy vào đây các bạn bật từ độc thì đồng đội sẽ chạy đến đoạn này bắn nhau bắn nhau bắt đầu các bạn bật tường độc lên này Thì bắt đầu đồng đội tanh vào thì các bạn sẽ nhìn cái tường độc này nó sẽ che rất là đẹp đấy Và thậm chí nó che một phần của cái trên uh, cái khu vực cái này gọi là gì nhỉ cái hiện nay là gọi là cái cái <laughs> tôi quên mất gọi cái này nest ở cái này gọi là cái nest đấy và nó che luôn cả một phần heaven đấy các bạn vừa để nhìn cái tường độc che rất là đẹp luôn và các bạn tanh vào thì khá là dễ dàng thôi đây chúng ta nhìn lại một chút về cái tường độc đấy nó gần như là không có đây tanh lên đây và tanh lên đây đây là những góc phải nhìn rồi thế thôi còn một check bụi under thôi thế là xong và thậm chí thằng nào đứng ở cái đoạn chỗ này dính độc vào thì vẫn bị mất máu nên các bạn vẫn sẽ lợi thế hơn nên làm ra đây là một cái tường độc mà các bạn để thấy rằng là chiếm bom rất là tốt che được heaven che được cả nest, che được gần như hết đấy, lúc đấy thì con xây chuyển dựng một cái tường ở chỗ này Đấy, một cái tường như thế này và đặt bom đây là các bạn hoàn toàn để đặt bom rồi và sau đó đấy các bạn xử lý những tình huống late game đấy là vấn đề của các bạn thôi nhưng đây là một cái tường độc giúp các bạn chiếm bom dễ hơn và sau đó thì các bạn có được quả sớm mốc như này đấy. các bạn hãy nên nhớ dùng quả sớm mốc cho hợp lý nhá không lại nhầm quả sớm mốc các bạn có thể ném lên hai vườn này đấy ồ đây là tôi ném lỗi nhá đấy, hoặc các bạn ném thẳng vào trong quả bom như cái cách ở vừa nãy đội bom đâu các bạn ném thẳng quả quả này vào quả độc vào để cho thằng gỡ bom đến lúc nào bắt đầu gỡ thì các bạn kích hoạt quả độc lên để máu nó tụt đi và sau đó thì spam vào là nó sẽ chết nhanh hơn rất là nhiều thế thôi và các bạn có thể bắn thêm một cái c vào nữa thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều rồi rồi là hai cách tôi hướng dẫn để dựng tường để tấn công bom xe và bom xe b của con viper này thì các bạn thấy rằng là con viper này cái quan trọng nhất của nó chính là cái chiêu e của nó chính là cái chiêu tường độc đó là một cái chiêu có thể nói là cực kỳ bá đạo trong hai cái map này Nó có thể clear được rất nhiều vị trí và các bạn sẽ chơi game rất là dễ hơn rất là nhiều luôn Khẳng định là như vậy Hoàn toàn các bạn không cần phải pick lên một con controller nữa Các bạn chuyển một con như này các bạn cũng hoàn toàn thể uh, bắn cái map này một cách khá là thoải mái Đặc biệt là ở những cái thanh rank tôi nghĩ là từ tầm diamond đổ xuống là rất là thoải mái rồi Và bây giờ thì uh, tôi có thể khuyến mại cho các bạn thêm một uh, quả smoke nữa Ở bên phía t e side này Đây là một quả smoke che đây là một smoke gần như auto mà những thằng bắn viper nó hay dùng. Quả này để che tầm nhìn của đối phương. Có thể các bạn bắn một cái tường độc sớm ở b. Các bạn ra đây, các bạn ném quả này. Quả này các bạn sẽ đứng cái kim ở cái góc này. Đây, các bạn nhìn nào. Đấy, đứng cái góc này. Đấy, đứng ăn tiến này, không đi nữa. Góc cái thùng và cái cái tường xuất phát. Và các bạn nhìn những cái đỉnh núi này không? Đây, tôi sẽ cho, Enfage cho Enfey cho các bạn xem này. Nha, các bạn nhìn nha cái vết vàng vàng này. Đấy, đây, cái chỗ gạch vàng này để lên đây để lên đây này đấy, lên đây một tí này đấy, đấy các bạn chỉ nhìn có cái cái gạch sọc này. thấy chưa đấy, các bạn kéo lên một tí này lên đúng cái đoạn trên này một chút này các bạn ném này đấy, có gì các bạn tử vào test thử và các bạn kích hoạt quả này quả này sẽ che được hoàn toàn mít và tự nhiên đối phương sẽ sợ rằng là các bạn có thể đi sang góc này được à, mít nó sẽ không dám đẩy nữa vì nó không biết các bạn đâu và thường thì người ta cũng rất ngại đẩy qua một quả smoke của viper bởi vì đẩy qua quả smoke con viper này thì các bạn sẽ bị <laughs> mất máu đấy kiểu kiểu như thế mất, mất rất nhiều máu nếu mà walk qua chạy qua thì lộ tiếng nên nó tự nhiên các bạn sẽ làm cho đối phương không có thông tin ở khu mít đồ rất là khó chịu luôn và thêm đó lúc sau đồng đội đánh vào b rồi các bạn bật từng độc các bạn có thể về đi cùng đồng đội là đơn giản nhất hoặc các bạn có thể bay tơ mít đấy tùy các bạn thôi các bạn bật từng độc trong đội đánh b sau các bạn hoàn toàn thì bay tơ mít thực ra thì cái quả số này tôi nghĩ là chưa đến mức ranh quá cao thì các bạn chưa cần sử dụng nhiều còn đến mức ranh quá cao thì các bạn bật từng độc trong đồng đội rồi thì cái quả thì cái, khi mà cái tốc độ trận đấu nó chậm đi thì các bạn mới cần sử dụng quả này thôi quả này tôi chỉ bon cho anh em để anh em nếu có những cái rau nào cần đánh uh, mít thì các bạn có hoàn toàn có thể sử dụng quả này nó sẽ cũng là một phương án hay bởi vì sao cái tường độc với là cái quả sấm mốc ấy nó sẽ sử dụng chung một cái thanh các bạn hiểu không nó sẽ sử dụng chung một cái thanh nếu mà các bạn kích hoạt cả hai cái một lúc thì nó tụt sẽ Đấy, nó sẽ tốn rất để xem nào thì tôi nghĩ rằng nó có thể nó sẽ đến lúc hồi phục cái thứ nó sẽ mất rất nhiều thời gian đây, các bạn nhìn Đấy nên ra nó sẽ hơi khó chịu một chút Ok Và bây giờ thì tôi có lẽ tôi sẽ chuyển size một chút Để sang cách phòng thủ của Viper Viper là một tướng phòng thủ rất là tốt Ở map thi đấu này à, Cực kỳ tốt luôn Tại sao rất nhiều người không bắn được Ibox Bởi vì không có ai biết bắn Viper thì đầu tiên tôi nói là cái bom xe là cái bom mà mọi người hay rớt nhất Thì tôi sẽ dạy cách phòng thủ bom xe trước cho các bạn Đấy các bạn đi cái góc này đúng không cái tường độc vẫn là một thứ rất là quan trọng đây, các bạn bắn thẳng vào này. các bạn nhìn không bắn vào chỗ này để để mục đích là cho nó không cái thằng trèo lên đây nó không nhìn được đây, các bạn bắn như này Đấy, một cái tường độc như này đấy, các bạn sẽ xem nó như nào tôi sẽ bật cho các bạn xem Đấy, một cái tường độc này và các bạn hoàn toàn có thể ném thêm một quả smoke vào đấy đấy các bạn kết quạt lên và các bạn thấy không một cái tường độc rất là khó chịu Tôi bay thử xem lên đúng chưa Đấy, cái tầng độc à, Tôi nghĩ là cái tầng độc này nên nên sang trái một tí nữa Tầng độc này vẫn chưa được đẹp cho lắm Đấy, sang trái một tí nữa này. Chịu ơn, đấy Và các bạn sẽ thấy cái tầng độc này rất là khó chịu Đấy, đấy các bạn nhìn nhau Đối phương trào lên đây, đối phương chỉ có thể đứng đây và đối phương sẽ rất ngại đi qua cái này Và đi qua cái này mất máu và không có tầm nhìn nữa Đấy, một cái từng độc các bạn hoàn toàn chắn và các bạn có thể ném thêm một quả dưới nữa Các bạn thay nhau kích hoạt nó rất là khó chịu nha nó sẽ hơi mất cái thời gian để hồi hơi lâu đấy nhá anh em nhá à, Một quả smoke giữa nữa và các bạn hoàn toàn có thể nếu đối phương định tràn nhanh các bạn cứ bắn thêm một cái này nữa là đối phương hoàn toàn có thể chết rất là nhanh đấy, Đi vào quả độc mà ăn vào bãi độc nữa thì rất là đau thật sự là như vậy Đấy thế là xong các bạn hoàn toàn có thể thủ hào một cách dễ dàng hơn các bạn đứng đây bắn xe cũng được đấy, Khi mà các bạn bật cái quả smoke này lên À, các bạn bắn trên này nếu đối phương vào thì các bạn hoàn toàn bắn C ở đây hoặc vào đây bật tường Một hoặc cái tường độc nữa các bạn dựng lên à, các bạn nhìn cái tường độc này một cái tường độc mà địch sẽ rất là ngại vào A bởi vì nhất là ở những ranh thấp đi qua cái tường độc với mất máu nên mọi người đều có xu hướng là không dám đi qua thì các bạn sẽ thủ bom dễ hơn rất là nhiều đấy và thậm chí là các bạn hoàn toàn sẽ che được cả phía trên nữa rất là khó chịu luôn một cái tường độc khá là hiệu quả Ở bom xe A còn ở bom xe B thì uh, tôi cũng sẽ hướng dẫn cho anh em một cái tường độc nữa uh, đây là cái từng độc của bom cb uh, uh, cool đây là cái từng độc bom cb nhá các bạn sẽ bắn vào đây các bạn sẽ nhìn trên map chúng ta sẽ nhìn trên map chúng ta sẽ bắn từ bắt đầu từ cái điểm nói chung là điểm đoạn đoạn như này chúng ta sẽ bắn vào một phần của mép thùng vàng và nó phải nối nó nối thẳng như này đấy, nó sẽ nối như này đấy, các bạn cứ hình dung nó nối qua bên trái của cái cửa của cái bê gara này và sau đó để cắt về đây đấy, đây là sẽ là một cái tường độc rất là đẹp và khi các bạn bắn tương độc này, đấy, wow, vào đầu ra các bạn chuyển cầm C như này thôi, thấp tâm xuống một tí để chặn cái cửa thôi. Tại vì khi mà cái tầng độc bật lên này các bạn sẽ nhìn này Đấy Nó sẽ chắn được đằng sau rồi Chỉ còn cái thằng cửa để ra thôi Các bạn sẽ bắn cái độc vào trước cửa này Trước cái cửa nhỏ này nữa và nếu mà cái lúc tường độc bật lên địch sẽ có một thời gian giạt qua được và các bạn biết giạt qua thì các bạn hoàn toàn thì spam được bởi vì rõ ràng như thế này thì chúng ta sẽ spam lợi hơn rất là nhiều bởi vì góc của chúng ta dễ hình dung hai góc ở hai bên này còn địch sẽ bị khuất tầm nhìn đây các bạn sẽ nhìn những cảnh của địch địch spam lại của chúng ta quả này khi mà địch giạt ra này khi mà tường độc đã bật rồi các bạn nhìn Đấy, địch sẽ khó spam hơn, nó sẽ không hình dung ra được dễ hơn dễ cái thùng như mình. còn nên họ mình ở xa này, mình sẽ có cái hình dung ở cái thùng này, mình sẽ spam dễ hơn, lợi hơn rất là nhiều. Đấy các bạn thấy không? Một cái tường độc và một cái C ở gần thôi là các bạn hoàn toàn để chặn rớt được bom xe rất là dễ. Một số người thì họ làm thêm uh, cái uh, quả độc nữa để em tôi lấy lại quả độc. Đây. Quả độc này, quả độc này thì tôi thấy họ cứ thả chuột phải lên thôi. <laughs> tôi thì cũng không căn vết vùng nữa. đấy thế thôi tùy thì anh em hoàn toàn có thể thả mạnh hơn thế thôi quả độc để không cho đối phương chiếm cái thùng này thôi rất là khó chịu đây là quả độc thấy mọi người hay dùng nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là cái tường độc với một cái chiêu c là các bạn hoàn toàn có thể côn trôn rồi và cái quả độc này mà các bạn có thể dùng để đi thích bom hoặc là nếu đối phương tràn vào gần tràn uh, vào gần thì các bạn hoàn toàn có thể lấy cái quả này đấy, vừa rồi tôi dạy các bạn căn vết cái quan trọng nhất vẫn là cái chiêu e thôi Đấy, chiều E như thế này này Nó che được cả trên trên tầng này Rất là khó chịu luôn Nó che được gần như rất nhiều Và đặc biệt cái chiều E này dùng retake bom cũng hợp lý nhá Các bạn nhá, khi mà các bạn đối phương vào bom rồi Các bạn lùi, các bạn retake bom này Các bạn bật từng độc này lên nó sẽ Các bạn sẽ che hoàn toàn tầm mắt của đối phương Đấy, cái lý do tại sao các bạn thấy tôi phải căn rất là cẩn thận Bởi vì sao? Cái từng độc này nó vừa để tấn công, nó vừa để phòng thủ khi mà cứu bom các bạn che từ độc này lên là đối phương mất hết tầm nhìn luôn rất là dễ chịu luôn đấy tự nhiên các bạn vào gỡ fake các kiểu đối phương không biết các bạn gỡ thật hay không và đến lúc mà gỡ fake thì các bạn hãy nhớ rằng địch nó sẽ chỉ có nếu có thể đứng nhìn bạn thì nó chỉ đứng trên này thôi nhưng cái tường độc này khá là cao rất là khó chịu luôn tương tự bom xe a cũng vậy cái tường độc đấy cũng hoàn toàn có thể dùng để các bạn đi thích bom đấy bom xe a các bạn nhìn cái tường độc đây khi mà đối phương ấy thì các bạn nhìn thấy rằng cái tường độc nó che kín như này thì đối phương nếu mà có nhìn được các bạn thì may ra chỉ có đứng ở trên này thôi thì nhìn được thôi thế nên ra các bạn đến lúc gỡ phách một nhịp và đối phương sẽ bị hoảng loạn và các bạn hoàn toàn để cứu bom một cách dễ dàng còn cái quả súng mốc bom xoay b tôi nghĩ rằng anh em cứ nên giữ lại thôi ờ, nếu mà đối phương rớt thật anh em bắn bắn nếu mà anh em sủi được về thì anh em hoàn toàn để ném quả độc vào trong này này đấy để thằng nào đặt bom thì các bạn kích hoạt nó lên đấy để cho sau các bạn spam đục kết hợp với đục để cho nó chết nhanh thôi nó sẽ hiệu quả hơn đấy còn tôi thì tôi tôi, tôi... hoặc là tùy cơ biến và cuối cùng thì có lẽ là đoạn cuối video thì tôi sẽ nói qua một chút về Ultin Viper này. Đấy. Ultin Viper này nếu mà các bạn có thì để thủ bom thì có thể nói là cực kỳ mạnh. Ví dụ như bom CB nha, các bạn vẫn dựng một cái tường độc như vậy đúng không? Các bạn vẫn phải bắn một cái C để cho nó tại vì cái Ulti nó sẽ mất một thời gian. Đấy. Em nhìn nhau. Đấy và sau đó thì khi mà chúng ta clear chúng ta sẽ bắt đầu đẩy con Viper lên một tí để lấy cái vết cái cái tâm cái tâm Ultin này các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn làm phát Ulti như thế này anh em thể thấy rằng đây là một cái ulti ở bom xe b và tôi khẳng định các bạn là đối phương sẽ rất chán đối phương sẽ rất chán trong những tình huống đẩy bom xe b à, tại vì sao cái đường bom xe b nó rất là lóc quắc lóc quắc ngoéo và nó đi trong này thì nó rất là sợ là con viper trốn ở một chỗ nào trong đấy mà khi mà các bạn chạy trong này thì các bạn lộ tiếng bị spa và các bạn rất dễ chết mà tại vì máu nó đã tụt rồi mà các bạn quắc trong này thì kiểu đéo thì các bạn chỉ có tụt xuống còn một máu nó chỉ bắn một hít vào chân thì các bạn chết mà nó phải chết rất nhiều góc nên đâm ra là cái ulti này khá là mạnh Đấy. còn gặp đội biết chơi tầm level cao nó dồn đồ nó ném nết vào Ray, nó thả xe, nó uh, nó bắn cung hoặc nó bay drone và nó chụp ảnh thì nó sẽ là một cái kiểu khác. Nhưng mà tôi nghĩ là tầm khoảng diamond đổ xuống các bạn ulti một cái phát như bây như thế. Chả thằng nào chả thằng nào. Tôi nói thật với các bạn là chả thằng nào muốn <laughs> nhảy vào cái khu vực đấy đâu. Hoặc là bom xe A cũng vậy. Bom xe A cũng thế thôi. Các bạn cũng uh, uh, có thể bom xe A các bạn đơn giản hơn là các bạn đây các bạn chuyển ném một quả độc này đấy, một quả độc là như này để, để che tầm nhìn đối phương này sau các bạn bật ulti lên các bạn lên đặt tâm ở giữa này các bạn làm cái ulti như này và tất nhiên đấy, nó như này tất nhiên là một cái ulti rất là khó chịu đối phương để vào check các bạn cũng khá là khó nhưng mà chọn nhớ nhá trong ulti tầm nhìn hạn chế các bạn phải chọn góc đứng là cho nó phù hợp đấy, nó rất là khó chịu luôn và thường những cái ulti như thế này thì sẽ clear hẳn một bom và đối phương sẽ rất là chạt trong những tiếng đánh bom của các bạn nó sẽ dồn về đánh bom còn lại thế nên khi mà viper có ulti thì bằng viper sẽ solo bom và kể cả không có ulti tôi nghĩ rằng viper vẫn là một tướng solo bom khá tốt nên hiện tại nó đang xu hướng là rất nhiều team sẽ lấy cái cái con viper này để làm một tướng như kiểu là uh, gần như kiểu là một tướng bắn theo kiểu um, sentinel rất là nhiều ok như vậy là có lẽ là tôi đã nói cơ bản rồi đây là cơ bản đơn giản nhất rồi nhá những cái cách bắn viper và tôi nghĩ rằng các bạn chuyển sử dụng cái tường độc tôi là các bạn sẽ thấy mọi thứ nó dễ hơn rất nhiều trong cái map ibox này đây là một map mà rất nhiều người không thích nhưng với một cái tầng độc của viper mọi thứ sẽ khác hoàn toàn luôn các bạn sẽ thấy cái game này nó chơi dễ hơn rất là nhiều ok như vậy là xong mình đã hướng dẫn xong rồi một cái clip Ui, dài thế nhở tôi định làm clip năm bảy phút thôi mà thế nào thành 17 phút sorry anh em rồi anh em nếu mà thấy hay thì uh, có thể để lại một subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo sẽ là một video map Breezy. Bye bye.